Uh, xin chào các bạn uh, hôm nay mình muốn làm cái clip này để chia sẻ cái kinh nghiệm uh, của mình về cái cách mua hàng ở mỹ um, làm sao mà mình biết khi nào có deals khi nào có giá rẻ uh, ở đâu bán um, những cái mặt hàng giá rẻ đó um, thì hôm nay mình muốn chia sẻ cái kinh nghiệm của mình về những cái vấn đề đó mà mình cũng chỉ dựa vô những cái gì mình biết thôi có những cái nào mà mình sai hay là mình chưa biết mà các bạn có cái cách tốt hơn thì à, mong các bạn chia sẻ à, trong cái tinh thần là đóng góp xây dựng để mà mình có thể mà mình cùng nhau mình à, tìm được những cái món hàng tốt với những cái giá tốt nhất thì đó là cái mục đích chính của cái uh, clip mình làm chứ mình cũng không có hối là mình là chuyên gia săn đồ giá rẻ hay gì hết, chỉ dựa vô những cái của mình biết um, trong cái um, thời gian kinh nghiệm mà mình sống ở Mỹ này thôi. Um, ok, thì uh, ở Mỹ nó có rất là nhiều cái trang web mà nó tổng hợp những cái thông tin uh, về những cái deals uh, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút luôn ở đâu đang có cái gì bán giá rẻ ở đâu um, um, đang có cái gì giảm giá nhiều kiểu như vậy đó thì có rất là nhiều cái website mà cái trang web mà mình tin tưởng nhất mà mình cảm thấy là nó cập nhật nhanh nhất và có cái cộng đồng uh, mạnh nhất uh, là cái trang slickdeals.net này nè cái trang này á là mình sử dụng rất là nhiều năm nay rồi và hầu như ngày nào mình cũng vô rất là nhiều lần để mình coi xem có cái gì uh, sale hay không uh, Và các bạn biết nhiều khi sale nó mở ra một tiếng đồng hồ nửa tiếng đồng hồ hay là có những cái nó mở ra là phải mua liền tại vì nó có giới cái cái số lượng nó giới hạn và mình phải tranh thủ mình mua nên là mình vô một ngày nói chung là ngày nào mình công ty mình rảnh cái là mình vô mình coi coi có cái gì rẻ hay không uh, thì nói chung là các bạn sử dụng đúng mục đích nha, chứ còn uh, rất là nhiều thành viên ở trong cái web này nói là uh, từ ngày biết cái web này chỉ có tốn tiền uh, hơn thôi. Đúng rồi, tại vì nhiều khi các bạn thấy cái món đó nó rẻ mà các bạn cũng thực sự không có cần nó nữa, nữa mà tại thấy nó rẻ nên mua rồi đâm ra là mình tốn tiền uh, nhiều hơn nữa trước khi mình biết cái website này. Nhưng mà cái đó là tùy vào mục đích sử dụng của bạn chứ còn biết những cái cái trang web như thế này thì nó cũng rất là hữu ích chứ không có gì hết. còn sử dụng nó như thế nào là tùy ở bạn ha. Um, đừng có mà lạm dụng nhiều quá rồi chửi mình nó là <laughs> mày chỉ thằng bậy từ bạ rồi giờ tao không tốn tiền khiếp nữa. Um, thì không có tùy dùng để sử dụng bạn thôi. Um, bây giờ đầu tiên cái này là cái trang chủ ha. trang chủ thì nó người ta sẽ cập nhật liên tục các bạn. liên tục cập nhật liên tục khi mà có cái gì giá tốt thì họ sẽ đăng lên đây đó Những cái thông tin ví dụ ha mình lấy ra một cái đã cái ví dụ cái màn hình này đi. Thì từ ở đây các bạn có thể nhìn thấy nè là cái màn hình này những cái thông số cơ bản của màn hình, ví dụ này là 34 inch LG, cái model là như thế này, cái độ phân giải là như thế này, IPS uh, panel ha. LED monitor. Đó. Cái giá gốc của nó là 900. Bây giờ giá hiện tại là 500 như vậy là nó giảm tới 400. À. Thấy hấp dẫn quá, rồi giờ mình vô coi. Đó thì uh, theo mình biết ha là những cái bài này nè là được boss bởi những cái thành viên tham gia cái cộng đồng này. Rồi sau khi họ boss lên nó chưa có lên trang chính liền đâu mà những cái người điều hành cái trang web này họ sẽ À, kiểm tra cái thông tin của cái người này đăng lên coi mọi thứ nó có chính xác hay không khi mà chính xác rồi thì họ sẽ đăng lên trang chủ và tùy theo cái món nữa cái món mà họ đăng trên trang chủ đó, mình thấy là đa số là à, số lượng phải nhiều đó à, và có một cái khoảng thời gian ví dụ một ngày chẳng hạn còn có những cái nhiều cái điều của bạn cái số lượng nó rất là hạn chế thì nó sẽ không có nằm trên cái một trang chủ đâu nó sẽ nằm ở cái một cái phần khác một tí nữa mình sẽ nói tới nhưng mà nó sẽ không nằm ở trang chủ bởi vì số lượng của nó không có nhiều nó rất là giới hạn và không phải ở đâu cũng có và ai cũng mua được đó số lượng giới hạn và thời gian cũng giới hạn luôn thì những cái deals đó đó một tí nữa mình sẽ nói sao còn bây giờ mình chỉ nói về những cái deal ở trên trang chủ nghĩa là khi mà các bạn thấy nó nằm ở trên trang chủ rồi đó là các bạn có thể mua à, và thí dụ như cái deal đó nó giá trị trong vòng một ngày hai ngày thì các bạn chỉ cần mua trong đúng cái thời gian đó là sẽ có hàng chắc chắn có hàng cho các bạn chứ không có tình trạng mà coi như là uh, order rồi mà không có hàng đó thì ở đây như các bạn thấy mình một số thông tin thì thông thường cái người boss đó, họ boss một số cái thông tin cơ bản về cái sản phẩm đó và mua là mua từ cái trang ở đâu trang web nào bán cửa hàng nào bán và làm sao để được cái giá này thì như ở đây mình thấy Bidic là một cái trang bán cái sản phẩm TV này và để được cái giá này thì mình phải sử dụng cái code này vậy ha thì bây giờ cái code này á họ có thể làm cho mình này mình có thể nhấn vô cái là nó cho mình cái tùy chọn là mình có thể copy và mở luôn cái website này không rất là tiện rồi rồi đây là mình vô cái trang web của cái uh, cái chỗ mà bán cái sản phẩm này ha, thì mình thấy ở đây thì nhiều thông tin hơn Về cái sản phẩm, dĩ nhiên rồi, họ bán họ phải ghi đầy đủ thông tin chứ Thì ở đây, các bạn thấy giá hiện tại là 629.99 À, như vậy thì nó cao hơn Như vậy làm sao có giá 499, thì như cái trang hồi nãy nó nói Mình phải sử dụng cái code này Bây giờ mình cũng thử nha, bỏ vô cấp mình 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 không không mua đâu mình nhiều màn hình lắm rồi nhưng mà mình muốn làm để cho các bạn uh, thấy à, cái này nãy mình át trước để mình bỏ ha. Ok, à, xin lỗi làm lại. Tại nãy mình đã add trước đó rồi, để để mình làm lại. Add vô một cái. Rồi không mua gì nữa, tới cái giỏ uh, hàng. Rồi. Ok, ở đây nè, rồi các bạn thấy cái từ cái bông đây ha là cái chỗ cho mình để cái cái mã giảm giá vô thì tùy trang thôi có trang nó để chỗ này chỗ kia nói chung là mình linh động thôi chứ mình mỗi trang nó mỗi khác nhau rồi mình hiến rồi mình nhấn apply rồi ok thì các bạn thấy bây giờ giá nó giảm thêm được 130 nữa thì nó thành 499 ừ. thì giá này chưa phải là giá cuối cùng nha các bạn giá này á là chưa có thuế mà thuế thường thường là 8 tới 10 phần trăm thì mình tính chẳng 10 phần trăm cho nó dễ tính đi thì cái này 510 phần trăm nữa là 550 còn shipping hồi nãy hình như mình thấy ở đây nó ghi là uh, free shipping nè đó bây giờ mình nhập cái mã zip code chỗ mình ở vô um, shipping là không đồng uh, free đó thì mình làm tới đây thôi mình không đi tiếp bước tiếp theo đâu nhưng mà cái giá mình nói với bạn ấy, cuối cùng cộng với thuế nữa thì khoảng năm trăm rưỡi cho cái màn hình này đó đó thì nó nó bán rất là đủ đủ thứ các bạn không phải là đồ vi tính không nó bán coi như là nó giới thiệu đủ thứ mọi loại deal đời này tất cả từ đồ dùng nhà cửa, nhà bếp tất cả. Nói chung là bạn chắc chắn là sẽ có cái những cái sản phẩm mà bạn quan tâm, chắc chắn luôn. Đó. Bây giờ mình cũng muốn giới thiệu tiếp như cái hồi nãy mình nói là có những cái deal nó không có đại trà mà nó rất là giới hạn số lượng. Thì các bạn coi ở đâu? Các bạn vô cái forums của nó nè. Rồi các bạn vô cái hot deals nè. Thật sự cái chỗ này mới là cái chỗ chính mà mình chơi nè. Chứ còn cái trang chủ nhiều khi mình cũng ít quan tâm tới lắm Tại vì giá nó cũng giảm nhưng mà nó không có tốt bằng những cái này đâu Những cái này thì nhiều khi các bạn mà đúng thời điểm, đúng thời gian mà may mắn Các bạn có thể mua được những cái món hàng rẻ khủng khiếp lắm Thì để mình coi coi Ở đây thế nào Ok, ví dụ như thế này nè Cái này là mình thấy giá rẻ cũng nè cái này là cái ổ cứng gắn ngoài của Toshiba 1 terabyte ha mà 13 đồng 99. IYMM IYMMV á là có nghĩa là số lượng giới hạn và tùy vô khu vực có cái chỗ có có chỗ không thì cái người post này để mình đọc thông tin ha, họ có post lên cái sản phẩm nè, quan trọng nhất nè là họ post lên cái hóa đơn nè, cái receipt nè để mà chứng minh là 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 họ 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 mua được phải không với cái giá đó tại vì nhiều đứa có nhiều đứa cũng nhiều thành phần bạn lên boss ờ tôi tao mua cái này giá này nè nhưng mà rồi là xạo nên là thường thường một cái bài viết mà những người thiệt có người ta mua được người ta post lên cái 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 receipt để mà mọi người tin tưởng ok mình mua đúng giá này những này là hoàn toàn đúng nè 13 đồng 99 khá là rẻ ha giá gốc là 50 đồng mà còn 13 đồng 99 là giảm coi như là 35 đồng nhưng mà cái này nó bán được cái trang gì cửa hàng này mình không biết ở cái tiểu bang mình không có nên thôi mình chọn cái khác thôi rất là nhiều rất là nhiều luôn cập nhật hàng phút hàng giây luôn Cười cười